Điệt TNT xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về cách đấu động cơ một pha này, nhưng mà đấu tụ theo cái kiểu khác là kiểu hai nha nè. Thì nhiều anh em xem nhiều clip mình thì sẽ thắc mắc là tại sao cái thằng này nó có một cái con motor này mà nó làm hoài. Thì anh em cũng tại anh em xem video thì anh em sẽ rõ, thì mình cũng ít khi mình quán được cái mấy con động cơ này lắm, thì mình thường quán động cơ lớn thôi. Thì hôm nay là chủ nhật nên mình mới xin anh em là để có một con động cơ này để mình quán và mình làm clip cho mấy anh em học nghề tham khảo đó. Thì ngày thường thì mình không thể quán được mấy con này đâu nè, thì mình chỉ có một con thôi, mình làm nhiều kiểu, chứ còn một con mình làm nó nguyên tất cả kiểu lại thì thành ra cái đoạn video nó dài lắm, nên thì anh em xem sẽ chán. Thì mình xin chia nhỏ cái video ra để mà mình hướng dẫn nhiều cái cách khác nhau cho anh em nào chưa biết cái cách nào thì anh em xem, còn cái cách biết rồi thì anh em không cần xem cũng được, chứ nhiều anh em kêu xem thì sẽ bỏ qua thì cũng tội mình công tình mình làm video thì nó cũng rất là vất vả, tại vì mình làm thuê mà thì đâu có thời gian đâu mà làm video, thì nhiều lúc rảnh với lại chủ nhật thì mình mới làm được video thôi đó. Thì ở hai video trước thì mình cũng nói sơ về cái cách đấu nối tiếp chạy, nối tiếp đề cũng như là cách xác định định chiều rồi. Thì video này thì mình sẽ nói về cái cách đấu tụ. Đấu tụ của kiểu này thì mình cảm thấy là đấu kiểu này motor chạy rất là ok. Đây thì mình sẽ nối tiếp hai cái cú chạy lại, mình bỏ qua một bên đây nè. Đấy. Rồi, hai cái chạy thì anh em nối tiếp lại nha. Riêng cái đề thì anh em cuộn đề này anh em. Thì anh em kiểu này thì anh em phải quấn rời hết cho mình, có nghĩa là hai cuộn đề quấn rời cho mình. Và còn lại là hai cái đầu và hai cái cuối đó, thì mỗi khi thì anh em quấn liền hoặc là anh em đấu nó tiếp lại, nghĩa là anh em đấu hai cái cuối lại và anh em đấu một cộng dây trung như thế này. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em cái cách đấu khác, cách đấu thứ hai, nghĩa là đây anh em, cái đầu có cái cuối của cuộn đề đây, cái cuối của cuộn đề đây, để mình nhấn vào cho nó rõ. Đây cái cuối cuộn đề đây anh em, thì anh em sẽ tập trung vào cuộn chạy thế này, dây chạy thế này đó, một cặp thì anh em ra thẳng nguồn 220 đó. Cái này cũng vậy, cái này anh em tập trung vào một cặp, một cộng nguồn ra 220, thì cái này anh em khỏi cần xác định chiều luôn đó. Cái cộng đề đây anh em, hai cái cuối, cái cuối này tập trung với cộng đầu và cái cuối này tập trung với cộng đầu, thì ra nguồn 220 chạy. Và còn hai cái này, hai cái dây đầu của hai cuộn đề này anh em cho thẳng vào tụ cho mình luôn, có nghĩa là anh em ra hai cái sợi dây dây đề anh em cho thẳng vào dây tụ luôn, có nghĩa là mình không cần qua dây trung, dây trung đề thì nó ăn vào cái này rồi. Đây anh em, hai cái cuối nó vào hai cuộn chạy. Cái mục đích đấu kiểu này á thì nó sẽ giúp cho cái cuộn đề của mình á nó sẽ tăng cái tuổi thọ hơn anh em ạ. Anh em để ý đi, khi mà anh em đấu dây trung, nghĩa là anh em đấu nối tiếp cái cuộn đề lại á, thì chắc chắn sẽ có một cuộn đề này nó sẽ nằm trong cái cuộn chạy. Thì khi mà lúc motor nó đề không nổi á thì khả năng là cái cuộn đề nó dễ bị đứt ngay, chứ đứt một cuộn đề thôi đó nên anh em cứ để ý đi, thì nó chỉ chém đúng một cuộn mà vào dây đề, vào dây đề vào cộng trung thôi đó, còn cái đề là không bị. Thì mình đấu cái kiểu này thì mình sẽ cho hai cái cuộn đề này, nó sẽ hai, có nghĩa là hai cuộn chạy này nó sẽ hoạt động chung với hai cuộn đề, thì nó sẽ lôi thêm cái đề này mạnh lên. Anh em nào mà quấn bơm chìm mà quấn bơm chìm mà nó nặng đề thì nên đấu kiểu này thì nó sẽ hay hơn đó. Anh em thông cảm vì mình đã gián đoạn video, thì tại vì đang làm video thì có khách mang đồ tới sửa, thì mình tạm dừng video để mình nhận hàng tới khách đó anh em. Có thì cái cộng đề này có nghĩa là cái cuối này anh em tập trung với cái đầu con chạy. Đây anh em, cuối này tập trung với đầu con chạy. Thì còn hai cái đầu này anh em cho vào tụ. Thì cái động cơ này, động cơ bơm chìm cũng được, mà anh em bơm nổ cũng được, hoặc là anh em động cơ thường bơm tải cũng được, anh em đấu đều được hết, thì nó định vị chiều luôn. Đây định vị chiều luôn nè. Thì cái này mình áp dụng cho cái những cái con động cơ mà bơm chìm mà nặng đề thì nó rất là ok. Anh em cho vào bơm chìm mà vào nước thì
nếu mà trong trường hợp mà anh em bị xì ron hay là xì phốt mà nó nước vào mà anh em đấu cái kiểu mà một cọng đề này vào cọng trung á, thì khả năng đứt cái cọng đề này nó rất là cao. Nhưng mà khi anh em đấu kiểu này á thì cái thời gian là, chạy của cái motor này rất là lâu, nó không bị đứt cái cọng đề nha anh em. Đó thì nó sẽ cái cuộn chạy này nó gắn thêm hai cuộn đề nên là cái tuổi thọ của cuộn đề này nó lên cao đấy nè. Thì mình chia sẻ cái cách này cho anh em nào chưa biết cũng như anh em mà lúc mới học nghề tham khảo. Nếu mà anh em có cách nào khác hoặc là cái cách này của mình thì có cái gì sai hoặc là nó có lợi hay có hại cái gì thì anh em cũng góp ý cho mình ở dưới video để cho mình và nhiều anh em để đọc được và sẽ cân nhắc trước khi làm. Đó, thì mình làm thấy nhiều con ok rồi nên mình mới dám làm clip. Thì anh em mà đến với kênh điện co TNT của mình thì không bao giờ mà có trường hợp mình giấu nghề nha anh em. Thì mình biết cái gì và anh em muốn gì thì mình sẽ làm cái video đó cho anh em mà tham khảo. Thì tại vì mình không có nhiều thời gian để mình làm thôi, thì tại vì mình cũng là lính thôi, mình không có để mà dành thời gian để làm nhiều video được. Thì mình chưa có thời gian rảnh đó, thì mình mới làm được cho anh em. Thì mong anh em xem video của mình đó, thì ủng hộ mình nha anh em, cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như chia sẻ video rộng rãi cho nhiều trên hội nhóm Facebook cho tất cả mọi người đồng tham khảo và biết đến. Mình xin chào tất cả anh em đã theo dõi video của mình và chúc anh em thành công ạ.